Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ giải một thứ 9 ha. Thứ 9, gấp một số lên nhiều lần. Bây giờ người ta cho có quãng đường AB dài 172 mét. Quãng đường này dài 172 mét. Đây. AB thì dài 172 mét. Quãng đường BC gấp 4 lần lên. Cái quãng đường BC này gấp 4 lần. Đấy. Thì muốn tìm quãng đường BC. Quãng đường BC gấp 4 lần quãng đường AB. Quãng đường AB là 172 mà quãng đường BC gấp 4 lần lên. Nghĩa là ta sẽ lấy 172 nhân 4 sẽ ra được quãng đường BC. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu? Thì muốn tìm được quãng đường AC thì ta sẽ lấy quãng đường AB cộng cho quãng đường BC thì sẽ ra được quãng đường AC. Để tôi vẽ hình minh họa cho mấy đứa xem. Mấy đứa sẽ dễ hiểu không? Đây. Từ đây đến đây là AB đi. AB. Thì cái quãng đường AB này dài 172 mét. Được chưa? Rồi quãng đường BC này. BC. Quãng đường BC này nó gấp mấy lần? Gấp 4 lần. Như vậy mình chưa biết được quãng đường BC là bao nhiêu thì chắc chắn mình phải cần phải đi tìm quãng đường BC là bao nhiêu, là bao nhiêu mét. Khi có được quãng đường BC thì mình mới tìm được quãng đường AC. Người ta hỏi quãng đường AC mà AC đây, từ A đến C là bằng bao nhiêu mét. Được chưa? Như vậy muốn tìm được quãng đường AC thì ta cần phải có quãng đường BC. Sau đó ta lấy quãng đường AB cộng BC thì mới ra được AC. Được chưa? Thì cái vấn đề đầu tiên của mình là phải đi tìm quãng đường A, quãng đường gì mới đó. Quãng đường BC dài là quãng đường BC dài là, được chưa? Quãng hỏi hay quãng ngã cũng được nha. Rồi, đúng với quãng ngã thì với quãng ngã vô ha. Rồi, quãng đường BC dài là, người ta nói quãng đường BC gấp 4 lần AB, quãng đường AB là 172. Mà quãng đường BC gấp 4 lần, lấy 172 nhân 4. Rồi mình nhân nha. Rồi. 4 nhân 2 là 8. 4 nhân 7 là 28. 28 thì viết 8 nhân 2. 4 1 4, 4 cộng 2 là 6. Kết quả là 688. Mét. Quãng đường BC rồi bây giờ đến quãng đường AC. Dài là, thì mình muốn tìm được quãng đường AC là cái quãng đường màu đỏ này mình đó. Quãng đường AC thì lấy quãng đường AB cộng quãng đường BC. AB là 172 cộng BC là 1688. Rồi, lấy 172 cộng 688 nha. Hai cộng 8 là 10, viết 0 nhé 1. 7 thêm 1 là 8, 8 cộng 8 là 16, 16 thì viết 6 nhé 1. 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 6 là 8. 860. Rồi, mấy đứa đáp số rồi. Ở đây tôi viết tắt, chỉ đáp số mấy đứa phải viết rõ ràng nha nha. Nói chung là thi là không được viết tắt nha. 860 m. Rồi, như vậy là xong rồi đó. Tiếp tục, bài kế tiếp. Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống. Số gà mái gấp 4 lần
Số gà trống. Gà trống là 6 mà gà mái gấp 4 lần. À, như vậy gà mái chưa có nha. Nếu mà người ta nói gà mái 4 con, thì tôi chấp nhận gà mái có 4 con, còn nó nói gà mái gấp 4 lần, nghĩa là số gà mái chưa có thì ta phải đi tìm, được không? Rồi, hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà? Thì cái vấn đề mà là tất cả bao nhiêu con gà thì gồm có gà trống và gà gì? Gà mái. Thì do đó ta cần phải có số gà trống, sau đó ta cần phải có số gà gì? Gà mái. Và ta lấy gà trống và gà mái này sau này cộng lại thì nữa mình sẽ biết được tất cả bao nhiêu con. Thì cái vấn đề bây giờ của mình á là người ta đã cho 6 con gà trống và mình sẽ đi tìm số gà mái. Được chưa? Số con gà mái là, hoặc là số gà mái là đi. Như vậy, gà mái gấp 4 lần gà trống là 6 mà gà mái gấp 4 lần, có nghĩa là gấp 1 lần con số 6, 2 lần con số 6, 3 lần con số 6, 4 lần con số 6, nghĩa là lấy 4 con số 6 này cộng lại. Thì thay vì lấy 4 con số 6 còn lại thì ta lấy 6 nhân gì? Nhân 4. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đọc đơn giản thôi. Gà mái gấp 4 lần gà trống. Gà trống là 6 mà gà mái gấp 4 lần thì lấy 6 nhân 4. Hay 4 con. Có gà mái. Bây giờ tìm hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà, thấy chữ bao nhiêu bỏ. Số con gà nhà Lan nuôi tất cả là số con gà, hoặc là số gà nhà Lan nuôi tất cả là, như vậy có 6 con gà trống, 24 con gà mái. Như vậy tất cả bao nhiêu con thì mình sẽ lấy hai này cộng lại tất cả mà. Đấy. 24 cộng 6 là 30. Ok chưa? Có cần cộng không? Cộng cho con luôn ha. 6 cộng 24 này. 6 cộng 4 là 10. 10 thì biết 0 với 1. 1 cộng 2 là 3, là 30. Đó. 30 con nha. 30 con gà cũng được. Đáp số. Rồi, ok, vậy là xong. Đánh bài vài cái tiếp. Trong đợt kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87 kg giấy vụn. Lớp 3B thu được số giấy vụn gấp 3 lần. Lớp 3B gấp 3 lần lớp 3A. Như vậy lớp 3A là 87 kg, mà anh 3B này gấp 3 lần. Gấp 3 lần 87 kg. Như vậy mình sẽ lấy gì đây? 87 này à, sao đây? Nhân 3 thì sẽ ra được lớp 3B. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu ký giấy vụn. Như vậy người ta hỏi cả hai lớp, nghĩa là mình cần phải có số giấy vụn của lớp 3A và lớp 3B và lấy hai này cộng lại thì sẽ ra được cả hai lớp có bao nhiêu ký giấy vụn. Thì bây giờ vấn đề đầu tiên là mình đã có số giấy vụn của lớp 3A rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm số giấy vụn của lớp 3B. Số kg giấy vụn của lớp 3B mà lớp 3B này gấp 3 lần 3A. Lớp 3A là 87 kg, mà lớp 3B gấp 3 lần. Như vậy ta lấy 87 nhân 3. Được chưa? 37 21. Viết 1 nhớ 2. 38 24. 24 rồi cộng thêm 2 này nữa là 25, 26. Kết quả là 261 kg. Như vậy mình đã có được số giấy vụn của lớp 3B rồi. Bây giờ mình sẽ là tìm gì nè? Số kg giấy vụn. Thấy chữ bao nhiêu bỏ, hốt cái phần sau nè. Số kg giấy vụn, quay lại cái đầu bỏ chữ hỏi. Cả hai lớp thu được là số kg giấy vụn cả hai lớp thu được là 3. Thì mình sẽ lấy số giấy vụn của lớp 3A và lớp 3B cộng lại. Như vậy lớp 3A có 87 kg, cộng cho lớp 3B có 261 kg. Rồi mình đặt tính ra ha. 87 cộng 261
Rồi, 7 cộng 1 là 8. 8 cộng 6 14. 14 thì viết 4 nhân 1. 1 cộng 2 là 3. 348. Đáp số nha. Rồi, ok. 348 kg dây bụng nha. Đến với một số 10 ha. Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, nhớ nè, sau khi hái thì cái số bưởi trên cây giảm đi 2 lần. Số bưởi trên cây nghĩa là số bưởi còn lại đó mấy đứa. Hiểu không? Sau khi hái thì cái số bưởi trên cây giảm đi 2 lần, nghĩa là cái số bưởi còn lại giảm đi 2 lần. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ đặt lời giải là gì? Số quả bưởi còn lại là, thì muốn tìm cái số quả bưởi còn lại đó thì mình lấy cái ban đầu nè, giảm đi 2 lần thì mình chia cho 2 ha. Số còn tăng lên 2 lần là nhân 2, nhớ nha. Số quả bưởi còn sau khi hái thì số quả bưởi giảm đi 2 lần, nghĩa là số bưởi còn lại. Số quả bưởi còn lại trên cây là, số quả bưởi còn lại trên cây là, làm sao mới được? Lấy 48 chia 2. Được chưa? 4 chia 2 bằng 2, 8 chia 2 bằng 4. 24 quả bưởi. Rồi, bây giờ người ta hỏi đã hái. Đã hái thì mình sẽ lấy cái tổng này nè, trừ cho cái còn lại thì ra cái đã hái. Được không? Số quả bưởi đã hái là, mấy đứa hiểu không? Tôi ví dụ nè, ví dụ cho mấy đứa dễ hiểu. Đây, có 5 trái bưởi, 5 trái, được chưa? Vẽ như thế này ra, 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 trái nè, có 5 trái bưởi đi, đúng không? Mà tôi còn lại 3 trái. Còn lại, vậy đã hái mấy trái? À, có 5 trái mà còn lại 3 trái, vậy đã hái mấy trái? Thì làm sao ra đây? Thì lấy 5 này nè. Nè, có 5 trái đúng không? Còn lại 3 trái. Đây, còn lại 2, 3. 3 này là còn lại. Như vậy đã hái 2 trái. Đúng không? Làm sao ra 2? Lấy 5 trừ 3 bằng 2. Đúng không? Là lấy cái ban đầu trừ cho cái còn lại thì ra cái đã hái. Hoặc là lấy cái số bưởi ban đầu trừ cái đã hái thì sẽ ra được cái còn lại. Nhớ nha. Rồi như vậy thì bây giờ ban đầu của mình là 48 trái. Đó, nó còn lại 24 trái. Thì mình lấy cái ban đầu nè, trừ 24 thì sẽ ra được cái đã hái. 8 trừ 4, số sau trừ số sau trở lại ha. 8 trừ 4 bằng 4. 4 trừ 2 bằng 2. Đó, như vậy là bao nhiêu trái nè? 24 quả bưởi. Có chừng bị lừa nhưng mà đấy. Rồi, người ta hỏi nè, như vậy đây là số bưởi đã hái. Được chưa? Đáp số nè. Người ta hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi? Như vậy mình đã hái bao nhiêu quả đây? 24 quả. Đáp số 24 quả bưởi. Rồi, ok. Như vậy là xong nha. Tiếp tục bài số 2. Nó rất là dễ bị lừa ha. Rồi, một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán thì số gạo còn lại giảm đi 5 lần. Sau khi bán, số gạo còn lại giảm đi 5 lần. Sau khi bán, nhớ nghe, số gạo còn lại giảm đi 5 lần. Có nghĩa là cái còn lại giảm đi 5 lần. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm gì? Số gạo còn lại là, Số bao gạo ha.
Số bao gạo cửa hàng còn lại là? Làm sao mới được? Có 45 bao nè, giảm đi 5 lần. À, cái còn lại giảm đi 5 lần. Như vậy lấy 45 chia 5 bằng 9. 9 bao gạo. Đấy. Như vậy thì cửa hàng còn lại 9 bao gạo. Ừ. Có nghĩa là sau khi bán thì cửa hàng sẽ còn lại 9 bao gạo. Như vậy đã bán bao nhiêu bao? Cửa hàng đã bán bao nhiêu bao gạo? Thì lấy cái ban đầu nè, trừ cho cái còn lại thì ra cái đã bán. Chấm câu trên. Số bao gạo. Cửa hàng đã bán là, được chưa? Đấy, số bao gạo cửa hàng đã bán là làm sao? Thì mình lấy 45. Cửa hàng có 45 bao, nó còn lại 9 bao. Thì loại cái còn lại thì cái phần còn lại chính là cái đã bán. Như vậy ta lấy 45 trừ 9. Đặt tính ra. Rồi. 4 5 trừ 9. 5 trừ 9 không được phải mượn là thành 15. 15 trừ 9 bằng 6. Nhớ 1 4 trên 1 bằng 3. Như vậy là 36. À, đáp số. Người ta hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao? Vậy cửa hàng đã bán là 36 bao gạo. Ok chưa? Rồi tiếp tục bài số 3. Một người có 68 kg gạo sau khi bán 28 kg. Sau khi bán 28 kg thì người đó sang đều vào các số gạo còn lại vào tấm túi. Số gạo còn lại vào tấm túi. Có nghĩa là người ta có 68 kg mà người ta đã bán 28 kg, vậy còn lại bao nhiêu? À, rồi đem cái số gạo còn lại đó đó để vào các túi. Người ta nói sang đều, có nghĩa là chia đều vào 8 túi. Chia đều vào 8 túi. Sang đều nghĩa là chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo. Có nghĩa là mình sẽ đi tìm số gạo còn lại bằng cách lấy 68 trừ 28 sẽ ra số gạo còn lại. Sau đó mình sẽ đi tìm gì? Số kg gạo mỗi túi là, thì mình sẽ đem cái còn lại đó đó chia cho 8 thì biết là mỗi túi sẽ được bao nhiêu ký, được không? Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm này gì đây. Số kg gạo còn lại là, đấy, thì mình đứa nó sẽ lấy 68. Lúc đầu có 68 ký, sau khi bán 28 kg nghĩa là đã bán 28 kg rồi, bán là bị mất đi rồi, trừ 8 trừ 8 bằng 0, 6 trừ 2 bằng 4, 40. 40 gì đây? 40 kg. Tại vì mình lấy 68 kg trừ 28 kg thì ra 40 kg. Rồi số kg gạo mỗi túi có là, thì làm sao mới được? Mỗi túi thì bây giờ mình có 40 kg nè, có nghĩa là mình còn lại 40 kg, mình chia đều vô 8 túi thì mỗi túi được mấy ký, được không? Sang đều có nghĩa là chia đều vào 8 cái túi này thì mỗi một túi được mấy ký, thì mình sẽ lấy 40 chia 8. Sang đều là chia đều đó. Đó, chia đều. Như vậy lấy 40 chia 8 bằng 5. 5 gì? 5 kg. Tại vì mình đang lấy ký chia mà, lấy 40 kg chia cho 8 mà, thì đơn vị sẽ là ký. Rồi mình đưa đáp số vô rồi được ha. Đáp số là 5 kg. Nghĩa là mỗi túi sẽ được 5 kg. Tiếp tục bài này. Có 3 thùng dầu, mỗi thùng được nhiêu đây lít? Nãy một thùng nhiêu đây lít mà 3 thùng vậy được bao nhiêu lít? Mình phải biết nha. Thì đem anh này nhân lên cho 3. Rồi người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó, hỏi còn lại bao nhiêu. Như vậy mình sẽ là tìm gì? Số lít dầu
có 3 thùng dầu đúng không? Mỗi thùng 125 lít. Như vậy mình sẽ tìm số lít dầu có tất cả là, lấy 125 nhân 3 ra kết quả. Sau đó có nghĩa là người ta mình có tất cả bên đây lít đi, mà người ta lấy ra 185 lít, lấy đi là bị mất đi rồi, thì mình sẽ lấy số dầu ban đầu đó, trừ cho 185 thì sẽ ra được cái số dầu còn lại. Đó là định hướng. Như vậy bây giờ mình sẽ đi tìm số lít dầu có tất cả là, hoặc là số lít dầu ở 3 thùng là. À. Đây, một thùng á là 125 lít. Vì có 3 thùng thì đem 125 nhân 3. Rồi, nhân này. Ba nhân năm là 15, 15 nhân năm nhân 1, 3 hai sáu thì 1 là 7, 3 1 3, kết quả là 375. Tiếp tục, nghĩa là mình có 375 lít dầu mà người ta lấy đi 185 lít rồi, thì còn lại bao nhiêu? Vậy số lít dầu còn lại là, lúc đầu mình có 375 lít, lấy đi 185, lấy đi là bị mất đi. Đấy, thì còn bao nhiêu? 1375 trừ 185 ha. 5 trừ 5 bằng 0, 7 trừ 8 được phải mượn là 17. 17. Đấy, 17 trừ 8 bằng mấy? Bằng 9 đúng không? Nhớ 1, 1 với 1 là 2, 3 trừ 2 bằng 1, kết quả 190. 190 lít. Rồi đáp số 190 lít dầu, hoặc là 190 lít cũng được rồi. Ok, vậy là xong. Ok, tiếp. Cửa hàng có 78 kg gạo. Mỗi bữa sáng cửa hàng bán 15 kg. À, bán là nó bị mất đi rồi đó mấy đứa. Đang là 78 kg mà bán đi 15 kg là bị mất đi 15 kg rồi. Mà mất đi làm tính trừ, được chưa? Thì nó sẽ ra được cái số còn lại. Rồi nó nói đem cái số gạo còn lại này nè, chia đều vào 9 túi, thì mình sẽ lấy cái kết quả gì ra, chia cho 9 thì sẽ biết được mỗi túi có bao nhiêu ký gạo, được không? Như vậy thì vấn đề đầu tiên mình phải đi tìm là số kg gạo còn lại nè. Lúc đầu mình có 78 kg, hãy bán đi 15, nghĩa là nó bị mất đi 15 kg, thì nó còn lại bao nhiêu? Đấy, thì lấy 78 trừ 15, 8 trừ 5 3, 7 trừ 1 bằng 6, 63 kg. Được chưa? Bây giờ nó còn lại 63 kg. Nó đem 63 kg này nè, số gạo còn lại chia đều vào 9 túi. Như vậy số gạo còn lại là 63 kg, chia vào 9 túi thì ta sẽ lấy 63 chia 9 thì sẽ biết được mỗi túi có mấy ký, đúng không? Như vậy đặt là giải nè, thấy chữ bao nhiêu bỏ, số kg gạo mỗi túi có là. Đúng không? Như vậy thì sao đây? Có 63 kg mà chia đều vào 9 túi, vậy lấy 63 chia 9. 7. 7 gì? Mỗi túi bao nhiêu kg gạo? Vậy là 7 kg. Được chưa? Ví dụ ở đáp số đi. Ví dụ người ta không hỏi như vậy thì người ta hỏi nè, có nghĩa là còn lại là 63 kg đúng không? Người ta nói số gạo còn lại là 63 kg, biết mỗi túi là 7 kg, hỏi có bao nhiêu túi? Biết mỗi túi là 7 kg, hỏi có bao nhiêu túi? Như vậy ta sẽ lấy 63 chia 7 ra 9, vậy có 9 túi, hiểu không? Nó tóm lại là đường nào cũng phải chia. Rồi, rồi câu số 3. Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm cái chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó?
biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 người, thì bây giờ mình làm bài này như thế nào đó? Tôi ví dụ cho mấy đứa dễ hiểu rồi. Tôi có 6 người khách. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người khách. Cứ 2 người khách là được 1 xe. Đấy, như vậy 6 người khách này mấy xe? Có 6 người khách mà cứ 2 người khách là được 1 xe. Vậy 6 người này mấy xe? Mấy đứa suy nghĩ coi. Đó, 2 người là được 1 xe. Thì bây giờ tôi chia thôi. Tôi chia nè. Cứ 2 người này là được 1 xe. 2 người này được 1 xe. 2 người này được 1 xe. Đấy, như vậy 6 người này sẽ có 3 xe. Đúng chưa? Như vậy có số 6, có số 2 làm sao ra 3? Có 6 người, cứ 2 người xe, 2 người xe, 2 người xe. Đó là hành động chia đều ra cho từng xe là 2 người. Thì tôi đây sẽ lấy 6 chia 2 thì nó ra 3. Ok chưa? Như vậy cũng giống như bài này, có 39 người. Cứ 5 người là 1 xe. Mỗi xe có nghĩa là 1 xe. Có nghĩa là cứ 5 người được 1 xe. Như vậy 39 người sẽ có mấy xe? Cần mấy xe? Thì ta sẽ lấy 39 sao đây? Chia 5. Được chưa? Như vậy là số xe cần để chở 39 người khách là, hoặc là số xe cần để chở số khách trên là, được không? Số xe ô tô ha. Số xe ô tô cần chở cần để chở đi 39 người khách là làm sao mấy đứa? Thì mấy đứa sẽ lấy 39 chia 5. Rồi mấy đứa chia nha. Đọc câu chữ 5. Mấy đứa sẽ được 5, 5, 25, 5, 6, 30, 5, 7, 35, 5, 8, 40, 5, 8, 40. Nếu 8 lần ở đây là phải ngừng nha mấy đứa. Tại vì nó đã vượt qua ban 9 rồi. Đấy, mấy đứa chỉ tròn 7 lần. Chia xong nhân lên liền. 7, 5, 35. Lấy 39 trừ 35. 9 trừ 5 bằng 4. Như vậy là dư. Dư 4 người. Có nghĩa là mình sẽ được 7 xe và dư 4 người ha. 7 xe. Dư 4 người. Tại vì mình đang lấy người mình chia mà. 39 người chia cho 5 người thì cứ là mình sẽ được 5 xe và còn thừa ra là 4 người. 4 người khác, đúng không? Như vậy làm sao để đủ? Như vậy cần ít nhất mấy xe mới được? Người ta hỏi cần ít nhất mấy xe? Cần ít nhất mấy xe? Có nghĩa là mình sẽ cần ít nhất là 8 xe. Hiểu không? Tại vì khi mà 39 người này lên xe thì nó chỉ đủ cho 7 xe thôi. Và còn 4 người phải ở lại. Như vậy 4 người ở lại không lẽ mình đuổi 4 người đó đi về. Nên sao được? Do đó mình phải cấp thêm 1 xe nữa để chở 4 người đó. Hiểu chưa? Như vậy là cần ít nhất 8 xe ha. Vậy cần ít nhất 8 xe ô tô như thế để chở hết số khách đó. Này 39 nha mấy đứa, trời ơi, 39 tôi đọc, 39 tôi viết 30 nha. Rồi, mấy đứa thông cảm nè, nay tôi có một cái bệnh là nói một đường cái tay viết một nẻo. Viết lộn không nha. Vậy gì đây? Vậy cần ít nhất 8 xe nha. Có nghĩa là 7 xe chở thì nó còn dư 4 người. Do đó phải thêm xe nữa mới chở hết được nha. Vậy cần 8 xe. 8 xe ô tô như thế. Vậy cần 8 xe để chở hết số khách trên.
Chà. Rồi đáp số 8 C. Chà. Hiểu không? Phải thêm một xe. Đấy. Rồi, câu số 4. Có 62 mét vải. Có 62 mét vải. Cứ mỗi một bộ, có nghĩa là cứ một bộ là tốn 3 mét. Này. Một bộ hết 3 mét. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ và thừa mấy mét vải? Chắc chắn này chia dư rồi, tại vì nó có thừa nè mấy đứa. Tôi ví dụ nha. Tôi có 6 mét vải. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mét vải nè. 1, 2, 3, 4, 6 mét vải nha. 6 mét vải, đây. Tôi có 6 mét vải. Cứ 2 mét. 2 mét là được một bộ quần áo. Vậy tôi được mấy bộ? 6 mét vải. Cứ 2 mét tốn một bộ quần áo. Vậy tôi tốn mấy bộ đây? Thì mình đi nhìn nè. 2 mét đựng bộ. À, 2 mét đựng bộ. 2 mét đựng bộ. Như vậy tôi được mấy bộ đây? Tôi được 3 bộ quần áo, đúng không? Có số 6, có số 2 làm sao ra 3? Thì tôi sẽ lấy 6 ra đây. Cứ 2 bộ làm bộ, 2 mét làm bộ, 2 mét làm bộ, 2 mét làm bộ, thì tôi sẽ lấy 6 ra đây, chia 2. Chia đều ra. Cứ 2 mét đựng bộ, 2 mét đựng bộ, 2 mét đựng bộ. Hiểu chưa? Đó, 6 chia 2. Như vậy áp dụng vào bài này, mình có 62 mét, cứ bộ 3 mét, vậy được mấy bộ? Thì ta sẽ lấy 62 ra đây, chia 3. Được không? Ta sẽ lấy 62 chia 3. Như vậy đặt lời giải là gì? Số bộ quần áo, người ta hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo? Thấy cho bao nhiêu bộ? Số bộ quần áo có thể may được nhiều nhất là, được chưa? Có thể may được nhiều nhất là, làm sao mới đó? Thì mình sẽ lấy 62 chia 3, có được mấy bộ và dư mấy mét nha. Tại vì mấy đứa đang lấy mét chia nè, thì nó sẽ được mấy bộ và còn dư lại mấy mét nha. Lấy 62 chia 3. Để đầu này đi, cấm bớt nha. Sáu chia ba có hai lần, hai nhân ba là sáu, sáu trừ sáu hết hạ hai. Được chưa? Đã hạ thì phải chia, nhớ đã hạ thì phải chia. Số hai này nó nhỏ hơn số ba thì chỉ có không lần. Không nhân ba là không, hai trừ không bằng hai. Như vậy được 20 bộ quần áo và dư 2 mét vải. Được chưa? Như vậy mình được là 20 bộ quần áo, dư 2 mét vải. Rồi. Tiếp tục nè. Đáp số rồi. Đáp số là mấy bộ quần áo? Người ta hỏi bao nhiêu bộ quần áo và thừa mấy mét vải, đúng không? Như vậy đáp số, đáp số là 20 bộ quần áo và thừa 2 mét vải, hoặc là và dư 2 mét vải ha. Và còn thừa đi. Như cái lời dẫn của người ta đấy, và còn thừa mấy mét vải, thì mình trả lời là và còn thừa 2 mét vải. Rồi như là xong. Ok không? Mấy đứa tự ghi chỉ giải vô rồi làm nha. Đấy. Tiếp nào. Em gấp 18 ngôi sao. Có nghĩa là cái đứa em này gấp được 18 cái hình ngôi sao. Đấy.
Rồi, số ngôi sao của đứa em này bằng 1 phần 3. Đấy, số ngôi sao của đứa em bằng 1 phần 3. Có nghĩa là cái đứa em này gấp, gấp cái ngôi sao này nè, bằng 1 phần 3 lần số ngôi sao của bà chị. Đấy, em bằng 1 phần 3 chị, thì số ngôi sao của chị gấp 3 lần số ngôi sao của em. Nhớ nha, số ngôi sao của em bằng 1 phần 3 số ngôi sao của chị. Thì ngược lại nè, số ngôi sao của chị gấp 3 lần số ngôi sao của em. Số ngôi sao của em là 18 mà chị gấp 3 lần. Như vậy tôi lấy 18 nhân 3 thì sẽ ra được số ngôi sao của chị. Như vậy ta đặt lời giải, thế chữ bao nhiêu bỏ, số ngôi sao của chị gấp được là 6 ngôi sao của chị gấp được là, có nghĩa là bà chị này gấp được bao nhiêu ngôi sao, để không? Như vậy em, số ngôi sao của em bằng 1 phần 3 số ngôi sao của chị, thì số ngôi sao của chị gấp 3 lần số ngôi sao của chị, gấp 3 lần số ngôi sao của em. Em là 18 mà chị gấp 3 lần, tôi lấy 18 nhân 3. Nhân nè, 38, 24, viết 4, nhớ 2, 3, 1, 3, 3 thêm 2 là 5, 54 ngôi sao. Rồi đáp số 54 ngôi sao. Rồi nhìn sao ra 64 thua luôn á. Rồi tính giá trị biểu thức. Dâm lên nào, dâm lên cho dễ nha nè. Bây giờ tôi làm mặt trong mặt này trước nha. Nhân với ngoặc, nhớ nè, nhân chia trước cộng trừ sau. Có ngoặc thì ưu tiên cái ngoặc làm trước. Được nhớ chưa? Nhân chia trước cộng trừ sau. Có ngoặc thì ưu tiên cái ngoặc làm trước. Có nhân có chia thì làm từ trái sang phải. Có cộng có trừ thì làm trái sang, từ trái sang phải. Có cộng có nhân thì làm nhân trước. Có trừ có chia thì làm chia trước. Nhớ nhân chia trước cộng trừ sau mà. Có ngoặc là phải ưu tiên có ngoặc làm trước rồi mới đến cái kia nha. Bây giờ trong bài này nè, bây giờ nhân với ngoặc thì ưu tiên cái ngoặc làm trước. Tính chỗ này, như vậy mình đã sẽ tính chỗ này. Như vậy 123 mình phải viết lại. Nhân 42 trừ 40. Rồi tôi đặt tính đây luôn cho mấy đứa coi nè. Thấy không ta? Đây. Đấy, 2 trừ 0 bằng 2, 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy ra 2 nha. Rồi lấy 123 nhân 2 nè, nhân đây luôn nè. Rồi 2 nhân 3 6, 2 nhân 2 4, 2 nhân 1 2. Cái này là làm ngoài nháp nha mấy đứa. Rồi kết quả là 246. Rồi xong một bài. Tiếp tục bài bên đây nha. Tôi làm nháp đây cho mấy đứa dễ nhìn luôn. Rồi bây giờ ngoặc với nhân. Ngoặc với nhân thì làm gì trước? Ngoặc với nhân thì mình làm gì? Mình đi làm ngoặc trước nha. Làm ngoặc trước. Như vậy mình sẽ lấy 100 cộng 11. Đây sắp ra luôn. Y như dạy nhỏ như đó. Đây 0 cộng 1 bằng 1. 0 cộng 1 bằng 1. 1 hạ xuống kết quả là 111. 1, 1, 1 nhân 9 với lại. Rồi nè, 1, 1, 1 nhân 9 nè. 9 x 1 là 9. 9 x 1 là 9. 9 x 1 là 9. 999. Đó, còn ai giỏi thì cứ ra kết quả luôn nha. Ở đây tôi làm từ từ đó. Rồi bằng nhân với ngoặc thì làm ngoặc trước. Được chưa? Như vậy 9 nhân với lại lấy 6 cộng 26. Tính ra cộng
6 cộng 6 là 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 1 nhớ nữa là 3, là 32. Chưa? Như vậy lấy 9 nhân 32 đúng không? Thì ra đây tôi sắp cho nó đơn giản là 32 nhân 9. 9 nhân 2 18, viết 8 nhớ 1. 9 3 27, 27 thêm 1 nữa nè, là 28. Kết quả là 288. Ok không? Đó. Tiếp nè. Nhân với trừ thì làm nhân trước. Được không? Tính đây, lấy 375 nhân 2. 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 7 14 thì 1 là 15. 15 viết 5 nhớ 1. 2 3 6 thì 1 là 7. Rồi. 7 5 0 trừ 148. Được chưa? 0 trừ 8 không được phải mượn. Mượn dưới nha, là 10. 10 trừ 8 bằng 2. 4 với 1 là 5, trả liền. 5 trừ 5 bằng 0. 7 trừ 1 bằng 6. Kết quả là 602. Ok. Đấy. Tiếp nè. Cái bài này nha. Rồi. Nhân với chia thì làm từ trái sang phải nha mấy đứa. Làm chia trước. Rồi chia nhanh nè. Lấy 1 chia 5 không được thì bắt là 15 chia 5. 15 chia 5 được 3. 0 chia 5 bằng 0. Rồi nhân 3. 3 nhân 0, 30 nhân 3 mà. 3 nhân 0 là 0. 3 nhân 3 là 9, 90. Được không? Đó. Rồi bây giờ tôi đặt tính chia cho chia nè. 150 chia 5. Lấy 15 chia 5 được 3. 3 nhân 5 15. 15 trừ 15 hết, hạ 0. 0 chia 5 bằng 0. 0 nhân 5 là 0. 0 trừ 0 hết. Đấy, ra 30. Lấy 30 nhân 3 nè. Nhân từ ngoài nhân vô nha. 3 nhân 0 là 0. 3 nhân 3 là 9. 90. Nhân với cộng thì làm nhân trước. Nhớ nhân chia trước cộng trừ sau mà. Như vậy ta sẽ lấy 45 nhân 4. 4 nhân 5 là 20. Viết 0 nhân 2. 4 nhân 4 là 16. 16 thêm 2 là 16 cộng thêm 2 đó, là 18. Kết quả 180. Cộng 120 viết lại. Rồi. 0 hạ xuống. 8 cộng 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 1 là 2 thêm 1 nhớ nữa là 3, kết quả là 300. Được chưa? Tiếp. Cộng với nhân, nhớ nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy ta đi làm nhân trước nha. Như vậy làm nhân thì cộng phải diệt lại. Như vậy lấy 135 nhân 4. 4 nhân 5 là 20, viết 0 với 2. 4 nhân 3 là 12, 12 cộng thêm 2 nữa là 14. 14 thì viết con số sau là 4 nhớ 1. 4 nhân 1 là 4, cộng 1 nhớ nữa là 5. Kết quả là 540. Tiếp tục lấy 45 cộng 540. 40. Sắp nha. 5 cộng 0 bằng 5. 4 cộng 4 bằng 8. 5 hạ xuống. Kết quả là 585. Rồi ha. Tiếp đến đây. Nhân với chia này thì làm từ trái sang phải. Chia với nhân làm từ trái sang phải. Nghĩa là đi chia trước. Rồi chia nhanh ha. 8 chia 4 bằng 2. 4 chia 4 bằng 1. Lấy 21 nhân 6 nha. Rồi. Ai nhân nhanh nè. 6 nhân 1 là 6. 6 nhân 2 là 12. Đấy. Rồi. Bây giờ tôi đặt tính chia cho mấy đứa coi ha. Đó, để cho những người không biết chia thì họ cũng chia được. 8 chia 4 bằng 2. Chia xong nhân lại liền. 2 nhân 4 là 8. Rồi 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. Đã hạ thì phải chia. 4 chia 4 được 1. Chia xong nhân lại liền. 1 nhân 4 là 4. 4 trừ 4 bằng 0. Rồi ra được 21. Đúng không? Tiếp tục lấy 21 nhân 6.
6 nhân 1 là 6, 6 nhân 2 là 12. Kết quả 126. Vô làm bài không có dễ quạch quạch giống tôi vậy nha. Không, cô trừ điểm à, hoặc là cô chửi à. À, giáo viên chửi á. Rồi tiếp tục bài này. Bây giờ ngoặc với chia, nhớ nhân chi trước cộng trừ sau. Nhưng có cái ngoặc á là phải ưu tiên cái ngoặc làm trước. Như vậy mình đi làm cái ngoặc trước. Như vậy mình sẽ lấy là 954 trừ cho 554. Nhẩm cũng được đúng không? 4 trừ 4 bằng 0. 5 trừ 5 bằng 0. 9 trừ 5 bằng 4. 400. Để đây 400. Chia 8. Chia nhanh ha, lấy 40 nè. 4 chia 8 không được thì bắt 40. 40 chia 8 được 5. 0 chia 8 bằng 0. 50 đúng không? Nhưng mà tôi chia cho mấy đứa coi. Lấy 40 chia 8 có 5 lần. Chia xong nhân lại liền, 5 x 8 bằng 40. 40 trừ 40 hết, hạ 0. 0 chia 8 bằng 0, 0 x 8 bằng 0. 0 trừ 0 hết. Rồi, bài này nha. Ngoặc với chia, nhân chia trước cộng trừ sau có ngoặc là phải ưu tiên cái ngoặc làm trước nha mấy đứa. Như vậy là 168 cộng 38. Được chưa? Này, 168 cộng 38. 8 cộng 8 16, viết 6 nhân 1. 6 cộng 1 nhớ nó là 7, 7 cộng 3 là 10, 10 thì viết 0 nhân 1. 1 cộng 1 là 2, 206. Chia 7. Rồi. Hai mươi chia bảy có hai lần, hai bảy mười bốn, hai mươi trừ mười bốn, hai bảy mười bốn viết nhau, đấy, hai mươi trừ mười bốn này bằng sáu ha, ô, có bị sai gì không nhỉ? Một, ấy 186 mà tôi ghi 168, trời ơi, sửa lại cái này, xin lỗi nha mọi người, đó viết cái gì đâu không đó. Đó là một cái bệnh hiện tại là rất là khó trị nè. 186 viết lộn, nó đường tay viết nẻo. 186 cộng 38. Rồi kỹ rồi. 6 cộng 8 là 14, viết 4 với 1. 8 với 1 là 9. 9 cộng 3 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2. Rồi 224 nha. Rồi sao mà chia ra dư kỳ vậy? Đấy. Rồi, ok. 224. Tiếp tục lấy 224 chia 7 nha. Rồi, lấy 22 chia 7 có 3 lần. 37, 21. Lấy 22 trừ 21 á, bằng 1. 2 trừ 1 bằng 1 nè. 2 trừ 2 hết nè. 24. 14 chia 7 có 2 lần. 27, 14. 14 trừ 14 hết. Kết quả 32 nha. Đấy, xém đai con này rồi. Tính ẩu quá, viết sai. Rồi. Nhân với ngoặc làm gì đây? Nhân với ngoặc làm gì? Nhân với ngoặc thì làm ngoặc chứ làm gì? Ngoặc ưu tiên mà. Như vậy 8 với nhân viết lại ha. Đi ngoặc làm ngoặc này. Rồi viết lần ngoặc cẩn thận coi. 2, 3, 4 trừ 6, 9. Rồi 4 trừ 9 không được với mượn là thành 14. 14 trừ 9 bằng 5. Nhớ 1. 6 thêm 1 là 7, 3 trừ 7 không được phải mượn, mượn là mượn dưới nha, là thành 13. 13 trừ 7 bằng 6, 2 trừ 1 bằng 1, kết quả 165. Rồi, ta sẽ lấy 8 nhân 165, nhưng mà sắp cho đẹp là 165 nhân 8. 85 40, viết 0 nhân 4, 86 48, 48 cộng 4 nhớ nữa nè, nè, hiểu không? 8 là 40, 40 thì viết số sau là 0 nhân 4. 86, 48 viết ra đây. Lấy 4 cộng 48 là 52. Đúng không? Là 52. Đấy, 52. Viết 2. Nhớ nào. 8, 1, 8. 8 thêm 5 là 13. Kết quả 1.320. Rồi, ok chưa? Có sai gì không? Rồi, nhân với ngoặc thì là ngoặc trước. Vậy nhân với lại.
6 trừ 6 bằng 0. Thì người ta đã quy định rồi, những anh nào mà nhân cho 0 thì cũng bằng gì? Bằng 0 thôi. 0 nhân 1 bằng 0, 0 nhân 1 bằng 0, 0 nhân 1 bằng 0 thì cũng là 3 con số 0 thôi. 3 con số 0 đại diện số thôi là được rồi. Ok chưa? Đấy, như vậy coi lại cái bài tính này nha. Đây. Cho mấy đứa thấy rõ. Đây. Đây. Ok, như vậy là xong cái đề rồi đó, xong đề ôn thi của mấy đứa rồi. Đề ôn thi này tôi ôn theo dạng đề nhiều đó. Rồi khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ cho mấy đứa một cái đề tổng hợp để thi thử.